Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm rét hại với nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C. Đêm xuống khi thời tiết lạnh buốt nhất trong ngày, nhiều người lao động vẫn miệt mài với công việc mưu sinh của mình. Khi màn đêm buông xuống, dòng người thưa thớt dần cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc thu gom rác thải, góp phần làm sạch thêm cho thành phố. Một công nhân chia sẻ, chúng tôi thường bắt đầu ca từ 18 giờ hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Lạnh thì chỉ biết mặc áo thật dày, làm việc một hồi là cũng ấm người. Tuy nhiên, đối với những người có con nhỏ, vất vả nhất là giữa đêm giá rét vẫn phải để con ở nhà một mình. Với những người bán ngô, khoai nướng, chỉ có mùa đông mới bán được nhiều hàng, nên dù trời lạnh giá, chỉ cần không mưa, vẫn sẽ cố đỏ lửa để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vào những ngày trời lạnh, nhiều người trẻ sẽ tìm đến những hàng bán ngô khoai nướng trên các vỉa hè. Vì thế, những người bán cũng được dịp đắt hàng hơn khi không khí lạnh tràn về. Không chỉ người bán ngô khoai nướng, khi gió lớn mang theo hơi buốt lạnh, vẫn có những chiếc xe đạp bán hàng rong, chở bánh khúc, xôi lạc, bánh bao, phục vụ cho số ít khách hàng ban đêm. Tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, thời điểm lạnh nhất cũng là lúc nhiều hàng được luân chuyển nhất. Những cửu vạn tại đây cũng vì thế mà tất bật hơn. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, họ vẫn gồng gánh những xe hàng chất cao vút với hy vọng có thêm thu nhập. Còn đối với các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, họ phải ngâm đôi tay đến đỏ ửng trong nước lạnh, khiêng đá suốt đêm. Họ mặc áo mưa kín mít để giữ ấm và tránh nước bắn vào người khi bắt cá. Không khí vội vã khẩn trương hơn mọi ngày vì ai cũng muốn bán xong hàng để về nghỉ sớm. Đôi tay của những tiểu thương ở chợ cá Yên Sở tấy đỏ nứt nẻ, nhiều người đau buốt các khớp tay do ngâm nước lạnh nhiều tiếng đồng hồ. Mặc dù đây là công việc hàng ngày, nhưng khi trời rét hại, nhiệt độ lạnh sâu như những ngày này, công việc trở nên khắc nghiệt hơn nhiều đối với các tiểu thương nơi đây. Ở trong khu chợ, không chỉ những người trực tiếp ngồi bán cá, những người làm các công việc phụ trợ cũng vô cùng vất vả. Những người bán đá dùng để ướp cá cũng cực nhọc không kém vì cái lạnh buốt da buốt thịt. Để đảm bảo sức khỏe ngay khi hoàn thành công việc, những tiểu thương tại đây phải nhanh chóng lau khô tay rồi tranh thủ ngồi sưởi ấm. Rét đậm rét hại kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ. Thời tiết chuyển lạnh sâu, mấy ngày vừa qua, khoa cấp cứu bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều người bệnh chủ quan. Ngược lại, bệnh lý tim mạch lại tấn công người già. Khoa cấp cứu bệnh viện E tiếp nhận bệnh nhân nam 34 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhập viện trong tình trạng yếu nửa người trái, nói khó. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu người bệnh tiến hành làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết xác định người bệnh bị đột quỵ não. Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có biểu hiện yếu nửa người, nói khó khi đang chơi thể thao, bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc. Mọi người đều nghĩ người bệnh bị trúng gió, nhưng người bệnh thấy yếu nửa người, nói khó nên đã đến cấp cứu tại đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu, khoa cấp cứu bệnh viện E. Người bệnh được chẩn đoán là tắc mạch máu não cấp, đến trong thời gian vàng sau 25 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng ban đầu. Theo các bác sĩ, thời tiết biến đổi thất thường như những ngày vừa qua khiến những người nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch mùa lạnh, người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích. Đồng thời trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4-5 giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Với những người có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, nếu thấy những đột ngột, nói khó, liệt nửa người, nhìn mờ một bên mắt, liệt nửa mặt, gia đình chủ động gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện sớm. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vào mùa lạnh, một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời, người lao động nông nghiệp, công nhân, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Theo đó, người dân, nhất là người già và trẻ em cần hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm, tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia. Người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ tử vong.
không nên tắm sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Miền Bắc đang ở trong những ngày lạnh giá rét buốt nhất từ đầu mùa đông đến nay. Dù mưa đã giảm hẳn, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc vẫn chưa thể tăng cao do không khí lạnh liên tục tăng cường. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 12 đến 14 độ C, giá rét kéo dài cả ngày và đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh này tới khoảng ngày 29 tháng 1. Từ nay đến hết tuần, hai khu vực này ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày 13 đến 15 độ C. Miền Bắc sẽ duy trì tình trạng rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn phổ biến từ 8 đến 10 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C. Tương tự, Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất từ 9 đến 11 độ C, Trung Trung Bộ 12 đến 15 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở cả Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đều dưới 13 độ C. Rét buốt bao trùm khu vực, nhiều vùng núi cao tiếp tục xảy ra băng giá, khả năng mưa tuyết thấp hơn khi thời tiết dần khô ráo. Lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận được là âm 2,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với một ngày trước. Đây vẫn là khu vực có mức nhiệt thấp nhất trong số các trạm quan trắc nhiệt độ tại miền Bắc. Tại nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ quan trắc được ở mức tương đương một ngày trước. Những điểm có mức nhiệt dưới 5 độ C bao gồm Mộc Châu, Sơn La, Sapa, Lào Cai, Đồng Văn, Hà Giang, Trùng Khánh, Cao Bằng. Trong khi đó, nhiệt độ tại Hà Nội chạm mức 9,9 độ C bằng mức nhiệt của ngày 23 tháng 1. Cùng với đó, nhiều tỉnh thành phố khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 10 độ C ở trạm quan trắc. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học có thể tiếp tục được nghỉ học. Năm địa phương có mức nhiệt xấp xỉ 10 đến 10,2 độ C bao gồm Tuyên Quang, Việt Trì, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Phủ Lý, Hà Nam, Ninh Bình. Cơ quan khí tượng cảnh báo rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân cũng như hoạt động tham quan du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Hiện tượng này cũng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!